Xin chào mọi người, bữa nay Thảo sẽ ăn cơm với lại thịt chân trứng nha. Bữa nay mình ăn một món duy nhất luôn. Cái này mà có thêm dưa leo nữa là hết sảy luôn đó. Rồi bây giờ Thảo mời mọi người nha. Ở trong đây thì Thảo có là nấm mèo. Thường cái này người ta chưng, người ta bỏ thêm bún tàu nữa. Ngon. Thiếu dưa leo, đồ chua. Thiếu một bề sườn nữa. Là đúng chuẩn cơm sườn bị chả luôn á. Ngon. Đói bụng, ngon. Ngon quá.